Với mong muốn giúp những người gặp tai nạn ở chân có thể vận động trở lại nhanh chóng, nhóm sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng đã sáng chế ra sản phẩm hỗ trợ có tên thiết bị hỗ trợ chân dành cho người bị tai nạn. Vượt qua nhiều sáng chế khác, sản phẩm này đã được chọn đại diện khu vực miền Trung tham gia hội thi sáng tạo châu Á được tổ chức tại Singapore tới đây. Đây là sản phẩm hỗ trợ an toàn cho người có chấn thương chân do các em sinh viên Đình Tươi, Phương Nguyên, Lê Hiệp sáng chế. Với thiết kế nhỏ gọn, thiết bị này cảnh báo sớm cho những người có chấn thương về xương ở chân khi có sự vận động quá sức sẽ dẫn đến tổn thương hệ xương. Đây là thiết bị hỗ trợ chấn thương cho người ở chân. Thiết bị này giúp cho việc gập chân quá mức sẽ không có xảy ra. Khi mà việc gập chân quá mức, động cơ sẽ hoạt động, giúp cho chân sẽ không bị gập. Sản phẩm gồm 3 phần chính: cảm biến gia tốc, cảm biến nghiêng và một motor được hiển thị bằng các chỉ số trên máy tính. Được thiết kế như một thiết bị cảnh báo sớm khi người dùng vận động quá mức cho phép, cảm biến sẽ nhận biết truyền về motor để giữ cho chân không vận động quá mạnh. Đích ban đầu của nhóm làm ra bộ sản phẩm đó là dùng để hỗ trợ an toàn cho người bị chấn thương ở chân. Trong quá trình mà nhóm đưa ra ý tưởng và làm ra sản phẩm thì gặp nhiều khó khăn vì cùng với lịch học nên là áp lực học hành thi cử rất là lớn. Và sắp tới thì cũng hy vọng là có một doanh nghiệp nào đó sẽ đầu tư để đưa sản phẩm ra ngoài thực tiễn, áp dụng vào thực tiễn, giúp ích cho những người có bị chấn thương hàm răng. Nhờ vào sự sáng tạo hữu ích, mới lạ và độc đáo, sản phẩm này đã được chọn là đại diện cho các sáng chế của sinh viên khu vực miền Trung tham dự hội thi sáng tạo châu Á dành cho sinh viên tại Singapore trong thời gian sắp tới. Làm giáo viên là phụ trách hướng dẫn cái đề tài này theo các em từ lúc ban đầu cho đến kết thúc thì mình có nhận xét là các em ở đây có một cái tinh thần nhiệt huyết rất là cao trong nghiên cứu khoa học và đặc biệt là kỹ năng làm việc nhóm. Mặc dù các em này từ các khoa, các ngành khác nhau, tuy nhiên cái tinh thần mà sẻ chia và kết nối của em rất là cao trong vấn đề nghiên cứu khoa học. Thì phải nói là các em là tuy rằng là ở cái cấp cao đẳng nhưng mà các em đã có một cái thiên hướng, tức là đã học kỹ thuật công nghệ mà chỉ cần có cái sự là đầu tiên là phải chịu khó, sau đó là từ cái môi trường và thông qua những cái hoạt động mà cộng đồng trải nghiệm nữa thì các em sẽ thấy được là có được một cái sự đam mê. Đấy là những cái gương sáng, những cái điển hình mà có cái sức lan tỏa cho tất cả tập thể của sinh viên trong toàn trường. Bằng việc tìm tòi, vận dụng những kiến thức được học trên giảng đường, áp dụng vào thực tế để làm ra những sản phẩm có tính ứng dụng của các bạn trẻ này là rất quý. Trong lúc rất nhiều kiến thức lý thuyết hiện nay chưa được nhiều sinh viên vận dụng vào đời sống.